Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp Khánh Super. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Khánh Super do có hành vi chiếm đoạt số tiền khá lớn. Chiều ngày 10 tháng 7, một nguồn tin của báo Người Lao Động cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp của công an cung cấp đối với Phan Công Khánh, sinh năm 1994, tức Khánh Super, quê tỉnh Bến Tre, về hành vi lạm dụng tín nhiệm tài sản. Tháng 6 năm 2023, Phan Công Khanh khai trương showroom ô tô tại quận 1. Phan Công Khanh có mối quan hệ khá thân thiết với các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, cầu thủ. Trên mạng xã hội, Phan Công Khanh thường xuyên đăng tải những bài viết làm từ thiện, giấy chứng nhận của cơ quan chức năng khi xây nhà cho người dân. Nguồn tin riêng của báo Người Lao Động cho biết, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp do Phan Công Khanh bị tố cáo liên quan số tiền hàng chục tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra. Khánh Super được biết đến như một tay chơi siêu xe bậc nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Phan Công Khanh là người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Casper. Công ty này được thành lập đầu năm 2020, có trụ sở tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Phan Công Khanh từng được biết đến là vua bóng chuyền phủi, có chiều cao gần 1m8, được chú ý trong các giải đấu bóng chuyền phủi. Sau đó, Phan Công Khanh bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp và gia nhập câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Phan Công Khanh đã bị chấn thương nặng. Sau ca phẫu thuật, Phan Công Khanh chỉ phục hồi được 80% nên từ giã sự nghiệp bóng chuyền, chuyển sang chơi và kinh doanh siêu xe.